Rồi ông Nam Trình á, ông mới mất thăng bằng, ông mới trợt cái giò ông té đi. Ông té thì cái giò ông mới vuốt lên một đường vậy nè, thì mới không còn thấy đất nữa, mà là thấy con rắn, ông quá sợ đi. Ông nói để ba, để ơi. Thì lúc đó là ông này ông dòm lại, ông Ba Tấn á, ông dòm lại ông Nam Trình, thì ông thấy tuột hết đất rồi mà thấy cái dãy rắn đó, cái nào cái nấy, ông nói là nó muốn bằng cái sàn. Đó, cặp con mắt đó, nó ngó mình còn hơn là cái đèn pin bự ban ngày. Ông nói quá. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý vị, thì hôm nay là ngày 28 tháng 4 niên Nhâm Dần, và thành hậu xuống thăm cô Nguyễn Thị Kim Tuyết. Hiện nay cô ở nơi khu vực Kế Sách, thị trấn Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Thì chạy xe từ trển xuống đây là trên 3 tiếng đồng hồ quý vị. Hiện nay thành hậu đang tìm nhà của cô, và theo cái địa chỉ cô Tuyết này là ngày xưa cách đây mấy mươi năm trước, cô là một giảng viên kỳ cựu thời của bác Hai Tho, chuốc Lê Minh Châu, những vị này. Thì hôm nay thành hậu sẽ tìm đến nhà cô và hỗ trợ cho cô, vì thay mặt Mạnh Thường Quân, hiện nay cô bệnh cũng rất là nhiều quý vị, và bệnh rất nhiều. Thì hôm nay thành hậu đến đây để trợ giúp một phần nào thuốc thang. Đây cũng gần đến nhà của cô Tuyết rồi quý vị. Cô ở quá xa. Trên từ thành hậu mà xuống đây là trên 100 cây số đó quý vị. Sao chưa thấy ai ra đón không? Mình đã điện trước rồi, chỉ đường lòng vòng. Rồi thấy có người đón rồi. Đây là câu hai quý vị, quá lâu rồi con nhớ cô, với cô đâu nhớ con gì mà tôi... quá trời. Không phải hậu gì? Hậu hậu rồi, đây quay cô luôn nè. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô hai, thì hôm nay thành hậu đến đây để thăm viếng, đây là xin giới thiệu quý vị là cô hai Nguyễn Thị Kim Tiết. Và cô hai suốt một thời gian cũng như là mấy mươi năm trước kia là đã từng đi theo cũng như là bác Hai Tho, cô Úc Đồng và chú Lê Minh Châu, bác Hai Tiễn rồi đó, để giảng đạo và giáo lý của Đức Thầy. Và cô đặc biệt là cô thiết cái đề tài là độc quyền của cô, là đề tài gì cô nhớ không? Nhớ. Đề tài gì cô? Dự hiếu. Với cái đề nhân quả. Chữ hiếu nhân quả luân hồi. Dạ. Những cái đề đó là không có soạn trước, mà tới đó người ta đưa cái địa phương sao đó. Dạ. Người ta đưa như vậy, chỗ nào bất hiếu chém cha chém mẹ, người ta đưa đề tài chữ hiếu. Đề tài chữ hiếu. À, vô đó, dạ. Vô người ta muốn gì đó, nói vấn đề gì tội phước bất hiếu làm sao. Dạ. Cái cô không có tự đặt cái đề cái nào. Cái đề trước, dạ. Dạ. Tới đó là yêu cầu, ta yêu cầu sao là mình thiết theo vậy. Dạ. Dạ. Rồi đặc biệt hơn nữa là con có nghe lại mẫu chuyện mà cô hai kể về ông ba, là ông Ba Tấn, mà đã thường đi núi hay gì đó cô. Dạ. Mà chuyện nó hay quá, cô còn nhớ khúc nào không? Cô nhớ chứ, nếu mà kể thì nó dài dòng, cứ không có thời gian đi chỗ khác. Dạ. Đâu cô kể giùm con nghe khúc coi. Heo. Dạ. Ông ấy tính bò kiếm gì đó ăn, nhưng mà mai thai có gặp cái con sóc. Dạ. Ông lấy cái súng bắn sóc ngã xuống rồi á, thì ông bường lại bắt con sóc đặng ông đốt nó nướng ăn. Nhưng tới đó mới phát hiện là trời ơi, con sóc có chữa, con sóc có con. À. Ông thấy vậy đó, ông quỳ ông lại nó.
Ông nói tao không biết mày gì mà tao quá đói, thôi mày chết rồi tao cũng hết đói rồi. Ông mới lấy đồ ông chôn là bằng cách là lấy lá cây rồi múc đất ướt đắp lên đó rồi thôi. Ông ra đi chứ ông nhớ ông đau á. Tới lần lượt ông đi tu cho đến khi ông bỏ cái nghề mà đi thuyết pháp, ông bỏ nghề được rồi ông mới đi. Ông đi tu ông nhớ luật nhân quả rồi đó, thì ông bữa đó ông lên núi núi Voi nè. Ông lên tới đó cái huynh đệ xúm với nhau làm cũng như kiếm đồ ăn. Bữa đó bắt gặp con sóc, bắt con sóc chú nói thôi đói quá phải ăn, nhưng mà gặp ông Ba Tấn ông cản. Ông nói chú ơi tôi bị nhân quả rồi nè, thì rốt cuộc là ông hãy kể chuyện nhân quả cho con nghe. Ông hai ông chú này giờ chú còn sống chú ở bằng Tăng, chú nói ông kể cho tôi nghe đi. Ông này mới kể một câu chuyện con sóc cho đến khi cái bữa đó đi chung với chú này, bỗng đâu gặp một cái con sóc nó từ ở trên xe nó rớt xuống đó rồi nó chạy vòng hồi nó phóng lên cái chỗ ông ngồi. Cái cậu kia kìa, cậu hai kia kìa, như không tôi quên bất tử cái tên ổng. Cái nó phóng lên cái khòm xuống, nó cắn ổng, nó cắn cái giòn ấy, cắn một cục thịt rồi cái nó đi. Nó xuống rớt rồi nó ngồi nó ăn xong rồi thì nó trở lên nó kiếm nữa. Ông bên đây ông giờ cũng thấy, mới trời ơi con sóc nó cắn máu la láng mà sao quân ba không có tỏ vẻ gì hết à. Rồi nó xuống trận này nó không có cắn. Mà khi nó xuống trận này cái nó dòm cái vũng máu hồi nãy nó rớt xuống đây rồi rớt xuống cái cây rồi nó rớt xuống dưới cục đá nó dòm xuống ổng vậy nè. Cái sao không biết nó ngồi xuống nó liếm ba cái máu, nó liếm cái máu từ trên tay ổng dài xuống mấy cục đá cái dòm xuống ổng hồi cái nó gục đầu. Thiệt là cái này ổng nói một cách mình cũng nghe mình nói chảy nước mắt, nó gục đầu gì nè rồi nó bỏ nó đi. Nó đi trận này nó đi thơ thải chứ không phải nó chạy như lần nãy. Cái đệ kia mới hỏi quân ba quân hay gì không. Ông nói hay chứ sao không đệ, trời ơi sao quân lầm thinh vậy. Ông nói không lầm thinh rồi làm sao bây giờ, đây là quả báo quần tự thọ đó. Ông này ông mới hỏi quả báo hồi nào mà sao giờ quân đủ can đảm quân ngồi cho nó cắn mà máu gì mà phóng trở lên lần thứ nhì. Khi lần thứ nhì nó liếm máu trong tay ông, nó liếm dần lần theo những cái vũng máu nào nó rớt ở đâu là con đó ông sốc nó là đó. Cái ông Ba Tấn mới kể cho đệ này nghe, như không bất tử bên đó tôi nghĩ tôi quên tên cứ để giờ đó ở bằng Tăng còn gần nhà có Lê Thị Cẩm Nhung đó. Cái ông mới kể ngày xưa đó mới đệ, lúc mà tôi còn chinh chiến đó cũng vì đời mà tôi bắn nhầm con sóc, tôi mới hay con sóc này tôi lợi đó tôi nướng cho tôi ăn đỡ đó tôi bò về, nhưng không ngờ tôi phát hiện là con sóc nó có chữa rồi tôi mới chôn nó. Tôi tính đâu quả báo là thôi rồi, tôi giái tôi nói tao không đói quá đói thôi giờ thì mày tha thứ cho tao. Nhưng mà không ngờ tới hôm nay con này cũng là con sóc giống y chang con sóc đó, nhưng mà nó nhiều năm là con sóc đó không phải con sóc này. Cái dòm thấy nó rồi cái ông mới nói trong bụng, ông nói đệ à quả báo quần tự thọ đó đệ. Ông mới kể cái câu chuyện mà nãy giờ ông bắn nó rồi ông cho nó ăn đó. Đó, thế rồi đệ đó mới bắt đầu, từ đó tới sau là đệ đó bắt đầu tu siết. Không có sát sanh một con vật nào hết, tới con cá, con đồ mà nó dễ giữa lộ. Thì cậu này cũng bưng anh thả, bắt chước cái gương hạnh của ông ba. Bởi vì ông ba, ông hồi mới phát tâm đó, ông có làm những cái bài thi mà người ta đã lạc thất lạc mất hết rồi. Rồi ông làm bài thi tôi còn nhớ nè, ông nói là tiết con trong việc tu hành muốn cho đạo quả đắc thành duyên dung thì con phải chuyên dùng trí huệ, thường xét lòng diệt thế lánh xa, lặng tâm huệ nhật chiếu ra, vô minh mê nghiệp tiêu ma chẳng còn, hằng tu thiện tội mòn phước chất, quả bồ đề tính ắt kết thành, lại thêm chuyên niệm hồng danh A Di Đà Phật chí thành ngày. Ông mới mất thăng bằng, ông mới trợt cái giò ông té đi. Ông té thì cái giò ông mới vuốt lên một đường vậy nè, thì mới không còn thấy đất nữa mà là thấy con rắn. Ông quá sợ đi, ông nói để ba để ơi thì lúc đó là ông này ông dòm lại ông Ba Tấn á, ông dòm lại ông Đông Trình thì ông thấy tuột hết đất rồi mà thấy cái dãy rắn đó, cái nào cái nấy ông nói là nó muốn bằng cái sàn, cặp con mắt đó nó ngó mình còn hơn là cái đèn pin bự ban ngày. Ông nói quá sợ. Cái này ông kể cho tôi nghe nha. Rồi tôi mới kể một vài đồng bào nghe chứ ông Ba Tấn không kể.
nha. Cái gì ông làm được bí mật, cái gì thật thiêng liêng đó ông không kể, không khoe khoang. Thì lúc đó đó ông này ông mới ngó lại thì ông thấy gì, cái ông Ba Tấn thì ông ở gần cái đầu, còn Nam Trình thì ông ở khúc giữa, mà cũng rắn đó mình tưởng tượng coi cả mười mấy hai chục thước là thì ông thấy ông chắp tay nè, trời ơi run vậy mà còn nhớ chắp tay. Ông này ông chắp tay không biết ông niệm sao không biết nữa. Sao con rắn nó từ từ cái đầu nó ngóc lên, từ từ nó cúi xuống vậy nè, cái nó đi rồi. Ông Ba Tấn á, ông mới nói đệ à, quân đệ mình nãy giờ làm sao đó. Thì con rắn này á, nó cúi đầu nó buồn, nó đi sau khi mà niệm Phật rồi đó, là nó cúi đầu, nó không còn ngất lên, nó không còn le cái lưỡi như vậy nữa, mà nó từ từ nó cúi đầu nó đi. Thì ông Nam Trình ông hỏi quân ba, đệ ba ơi, bây giờ hai anh em mình cũng tu vậy mà về với thế trần tu, không có ở trên này nữa nha. Ông sợ quá, cái ông Ba Tấn mới nói Nam Trình, quân à, mình đã lỡ tu rồi, đã lỡ khoát nguyện rồi, chết hay sống, lành hay dữ thì cũng do tư thần chăm chú cho mình, ban bố cho mình. Nói vậy đó, rồi thôi, cũng hai anh em cũng tính về. Nhưng mà ông Ba Tấn không chịu về. Đó, nhất định ông ở trển cho ông Nam Trình, ông về mình một. Khi mà ông về mình một, ông kể chuyện này á, thì má của ông Ba Tấn mới nói, Trình ơi, Trình đi hai anh em mà giờ mười mấy thằng đã về hết rồi, giờ còn mày với ông Tấn, giờ mày bỏ con tao trển. Thôi giờ mày chở tao đi. Mày chở tao đi, mày không chở tao đi, tao cũng chết à. Lúc bấy giờ ông Nam Trình đó, ông nghĩ tình như vậy đó, ông mới chở mẹ, ông dắt đường mẹ của ông Ba Tấn lên. Đi lên tới đó thì ông Ba Tấn nó cũng không còn ở chỗ đó nữa, mà là ở chung trong hang, ông tu rồi ông bỏ xác, ông tu ông ngồi ở cứu này nè. Mà trên mình ông thì không có thấy gì ngoài con rắc như con đĩa gì đó. Là nó bao khắp cả người ông, lỗ tai, mặt, mũi gì nó dắt này nè. Mà ngộ một điều là nó không chung lỗ tai, không chung lỗ mũi, không chung vô mắt đó. Lúc đó mới đốt nhang, mới cầu nguyện, rồi mới cầu nguyện cho ông. Đứng ra ông đi đâu có nổi, lúc đó ông sửa sạn bỏ xác rồi. Rồi mới đem cơm khô nhúng với nước, múc nước suối đó, mới nhúng cho ông. Rồi ông ăn cho đỡ đói, rồi mới dắt ông đi. Bởi vì đến khi mà những câu chuyện nó về là toàn là ông Nam Trình ông kể không. Cái cô mới hỏi, cô làm con nuôi ông Ba Tấn mà. Cô mới hỏi ba à, bác Năm bác nói vậy mà bác nghe bác Năm có nói thêm không? Ông nói đâu mà nói thêm, chuyện nó kể còn không hết, đâu có nói thêm, đúng vậy. Tại vì ba không nói cho ai nghe, sợ ta nói mình khoe.